Ok rồi. Rồi từ lên mở nha, từ lên. Không, hạ cầm hết xuống đây. Thấp xuống đây có không? Ừ. Như mình là lùi cái tay sợi tóc thì cái gì? Mình xe cái sợi tóc vậy đó. Ừ. Rồi, chơi vậy. Đó. Thôi nhẹ lên cái, nhẹ thôi. Ừ. Mình bỏ cái không cười nữa rồi, bây giờ thôi lên đó. Ừ. Có qua người. Không có máy không bị lỗi thôi. Tắt máy cái động này đi, quên nữa. Mắt mở mấy ngàn lần chưa tắt. Đưa ra đi. Không phải như vậy, giờ tay kia em thấp xuống mình đánh lên dạng cái khu vực này cái hậu phần tại như vậy nó đánh chết như là phần cao dễ lắm tại như cái nhiều người thấy cái chụp cái nhỏ dưới cực lên này cái nhìn thấy cái khu vực cái hai bên cái tập mình bên đây nó không đẹp. Cái đầu dây bên đó, cái đầu dây bên đó không?
Rồi, rồi bây giờ chị chích. Dạ đứng đó là chị. Sao giờ chị đứng lại chị? Rồi chạy qua đây, thay đi qua đây. Rồi đúng rồi đó. Thấy chân chị đứng trong tâm. Rồi đúng rồi đó. Rồi cái chân phải chị đứng trong rồi. Chị đứng trong tâm này, rút cái chân phải lại. Chị đứng trong mũi này. Rút lại, cái mũi chân nằm ở giữa cái chân phải. Rồi xong cái chân này lên. Đây. Chân kia chân phải. Không, để chạy gì đó chân đây. Cái này đi rồi đúng rồi tay kia thả lỏng không đi đúng rồi thả lỏng luôn đừng có gồng như cái thoải mái là ta đi hơi xe quen tí hơi xe quen tí đúng rồi ra chị đó đẹp ha quá xuất sắc. Rồi, đúng rồi. Phải dưới nha. Ok. Được rồi. Không thành nhảy luôn. Không dạy nữa. Sao dạy? Nhưng mà không dạy. Thì ta. Cái tay nữa mình để mình dễ cầm mình rồi đủ ngược đẩy người lên men đúng không thấp cầm xuống mình xíu rồi cười nhẹ hở răng nhẹ nhẹ cái đúng rồi giữ nguyên nha rồi xem mặt của em ok có thể giữ nguyên cười hở răng lên đấy. Đường á cầm cái này chụp sóc cuối rồi sóc cuối sóc cuối luôn đi rồi nè dạ áo này là áo luôn được rồi xây mặt nhìn qua cái mũi miệng cái nhẹ cái nữa lên thôi không xây mặt qua chứ nó vậy mình biết dạ thì xây mặt đối diện với cái mũi miệng luôn đúng rồi đó ok đẹp dạ chút xíu này mấy cái do mấy tấm nhìn mấy nhìn ta dán em đẹp lắm nha Thì máy em cắm dây thử.
là xây mặt quan tiếp nữa. Ok. Rồi cho em thêm 8 không cười. Cho em chụp ở nhà. Không cười nhưng mình thở ra nha. Rồi chứ có gỡ hết cho. Không cười mình thở mo ra xíu được cái thuốc thôi. Thở gỡ hết cho mình thở ra mình thở. Rồi em xin vừa kể là em dễ được rồi. Thở gỡ hết cho. Ôi, không đẹp, không đẹp, không đẹp. À, chút xíu để thay thay đổi lại. Ok, thấy chưa? Tina khen chị yêu đẹp quá. Hello Tina, how are you? Hôm nay sẽ chụp cả bikini nữa nha Tina. Chuẩn bị cho cái show tháng 10 ha. Ok, thấy rồi không? Ok, perfect. Ok, okay xây, xây qua nhìn máy này, đang đứng ở đây này. Đó, đúng rồi, đúng rồi. À, ok. Thả môi ra một xíu. Đúng rồi. Thắt càng xuống xíu đi chị. Đúng rồi, nhắm mắt lại, biến một ra mở mắt lên nha. Một, hai, ba, mở mắt lên. Ok. Có rồi. Có cái gì đi. Đúng rồi, cái này. Cái gì hay nghiêng đứng đầu lên, đúng rồi. Từ nhẹ lên cái. Thả môi ra. Đúng rồi. Ờ, nhắm mắt lại đến 1, 2, 3, mở mắt ra nha. 1, 2, 3. Thế nè. Ờ, đu hút, đu hút. Ờ, nhìn lại chút nguyện nhìn cái này xem mặt qua đâu. Đúng rồi đó, ok, ok, đẹp. Đó đẹp nha, chú nguyện. Để đâu chỉ đổi tay cầm thử. Đổi tay nhé, mình đổi tay mình đổi chân con. Cộng lên thôi vì còn bọc nữa ha. Bị cộng lên bên đây ta vải. Chứ nó bị dính tóc vô trong cái khẩu lên. Nó cộng mà lỏng lỏng nữa đó mà. Là có cộng tóc cho cộng à. Nó ổng kêu rồi kêu. Rói mở không biết con như là gì đó. Cái chân mình hơi co nhẹ lên xíu nữa được không? Được.
rồi giữ em kịch nha. Dạ rồi, xe mặt của em chút nữa. Đúng rồi nè, bây giờ hơi ngã đến đầu lên chứ. Ok, đó, đẹp, tuyệt vời. Đứng nguyên trên trên cái nữa. Không nữa nha. Một môi luôn hả, môi luôn, đúng rồi. Ok. Ok đi. Đây, cái này đây nhá, nhớ nhá.